Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh bán hàng của bên Huân Hòa nhé. Trong suốt thời gian vừa qua thì tất cả các mã đầu của hãng BTE, đặc biệt là các cái mã đồ S650 này, S9650, C650 của hãng BTE vừa rồi có dính một phải cái lỗi, đó là bị treo đơ khi mà chúng ta sử dụng, bị treo đơ khi mà chúng ta vào nhạc YouTube. Thì bây giờ em sẽ cùng các bác kiểm tra lại xem cái phần nhạc YouTube nó sẽ ngon lành chưa các bác nhá. Thì trong thời gian vừa qua rất nhiều các bác bị rất là khó chịu khi sử dụng cái phần nhạc YouTube của đầu BTE, các cái mã đuôi 650 thì bị treo đơ. Đấy. Thì trong một tuần trở lại đây thì bên hãng có update lên một cái phiên bản mới để khắc phục cái lỗi treo đơ YouTube. Thì hôm nay em sẽ cùng các bác là kiểm tra lại xem cái phần nhạc YouTube nó ok chưa nhá. Để không để cho các bác chờ lâu, em sẽ quay vào tiến hành kiểm tra luôn. Trước khi vào phần kiểm tra nhạc YouTube này, em sẽ quay review trước một giới thiệu qua chút với các bác. Khi nào mà đang mới xem kênh bên em thì em sẽ giới thiệu qua chút cái bộ đầu màn này. Ở đây thì là cái đầu BTE này. Mã nó là S650, cái đầu trắng dưới là C650. Cái đầu này là chạy ổ cứng 4TB. Và đây là cái cây chuẩn bài, nó 21.5 inch. Cái bộ này thì nó đương nhiên nó sẽ sử dụng tất cả các đó sẽ đầy đủ các tính năng như là hát nhạc trên YouTube này, nhạc online trên YouTube, tải bài hát mới online hàng tháng và sử dụng điện thoại smartphone để chọn bài được. Đấy. Thì em sẽ vào phần chính luôn này để khỏi các bác chờ lâu. Đây là phần nhạc YouTube. Đây là phần nhạc YouTube của nó này. Đây sẽ là phần nhạc YouTube để kiểm tra xem cái tốc độ của nó được cải thiện hơn không nhá. Em sẽ thử chọn một bài. Đây, bài con đường CMD nhá. Em sẽ phần bài đã chọn này. Con đường CMD ở dưới này đúng không? Em sẽ lách coi cho nó đẩy lên đầu này. Rồi, em sẽ lách coi bài. Các bác thấy gì không ạ? Chưa đầy trong vòng 1 giây. Trong vòng 1 giây em đã lách được qua cái bài con đường CMD nhạc trên YouTube. Được chưa? Bây giờ em sẽ lách một bài nữa nhá. Ở đây trong phần mục bài đã chọn này thì tất cả những bài karaoke này là những bài trên nhạc trên YouTube. Bây giờ em sẽ lách thêm một bài nữa cho bác xem này. Các bác thấy không? Nhạc rất là nhanh luôn. Tốc độ rất là nhanh. Rất là nhanh luôn nha anh em nhá. Quá nhanh luôn, lách thử bài nữa cho bác xem này. Đấy. Bác thấy không? Lách tiếp này. Đây là phần nhạc YouTube. Cái đầu này em đang bắt một wifi bình thường nhá. Đây, em quay cho bác xem đằng sau này. Đây là cái dây anten wifi của nó này, đang kết nối với mạng nhà em. Cái cổng HD này sẽ cắm lên TV này. Cái cổng Vega này sẽ cắm với lại cây chuẩn bài. Và một cái dây key này, dây key chuột nên nguồn cấp. Cắm rất là dễ thôi. Các bác thấy không? Vào nhạc YouTube rất là nhanh. Đấy. Và nó là rất là cảm ơn bên BTE đã khắc phục được cái lỗi vào nhạc online cho các bác sử dụng, nó được thuận tiện nhất. Và rất nhiều các đầu của các căn hộ kinh doanh ấy, là các bác đang bị khách nó chê với nhạc online nó bị treo đơ. Đấy, rất nhiều bác đã thanh lý bớt đi rồi. Nhưng mà may quá là bên BTE đã khắc phục được xong cái lỗi treo đơ và delay trễ trong khi nhạc online. Nhiều bác cứ nghĩ là cái đầu này có khi là không xử lý được nữa cơ. Nhưng mà trong một tuần trở lại đây là bắt đầu đã update xong cái bản lỗi, đã sửa lỗi xong và update lên cái bản mới nhất để update vào đầu này. Thì các bác nào đang sử dụng các mã đầu S650, S950, C650 mà đã mua hàng bên sản phẩm bên em ấy thì có thể là để lại bình luận hoặc là để lại số thoại bên dưới. Em sẽ gửi Zalo cho bác cái bản update để bác phải tự làm update ở nhà được. Đấy. Hoặc là gửi qua Zalo anh em nhé. Các bác nào hãy comment bên dưới nhé, hoặc là nhắn tin hoặc gọi điện theo số thoại em bên dưới màn hình. Đây em sẽ test lại cho bác xem này, phần nhạc YouTube này. Được chưa? Đấy. Ông để đấy. Nhắn tin với bạn Hoa rồi.
ra bác xem này. Đấy. Sẽ vào nhạc YouTube này. Next tiếp này. Đây là toàn bộ những bài hát em đang chọn đây là toàn những cái bài trong YouTube. Ngoài phần nhạc YouTube này ra thì các bác hoàn toàn không cần phải làm bất kỳ một cái thao tác gì cái phần nhạc bài hát mới. Cái này nó sẽ tự động update danh sách bài hát mới cho các bác hàng tháng. Ví dụ em sẽ chọn một cái bài hát mới mà chưa có ví dụ bài này nhá. Em mà ơi nhiều quá. Đây, ví dụ bài này. Đây là cái bài hát mới này thì em muốn tải xuống em chỉ việc kích vào đây thôi. Và ấn có. Đấy. Rất là tiện. Ví dụ thế. Ngoài tính năng hát trên YouTube ra các bác có thể tìm kiếm cái phần tin tức trong cái nhạc YouTube này được bằng cách là mình search ở đây. Sẽ ra cái bàn phím này, có gõ tin tức ra này chẳng hạn. Tin tức này nhá. Tin tức hôm nay chẳng hạn. Tin tức hôm nay. Rồi, search ra. Đấy, ví dụ bác xem tin tức đây được, đúng không? Rất là tiện. Hoặc là anh em có thể xem phim hài hài Tết đây nhá. Hài Tết 2022 chẳng hạn. Hài Tết chẳng hạn. Tìm kiếm đấy, những bài những cái video hài Tết để bác xem này. Rồi, ok, bác nào có nhu cầu mua hàng thì comment bên dưới nhé.